À, đây nó là cái bộ là Lego lâu đài của Elsa, nó là hàng chính hãng của Đan Mạch nha. Tình trạng của nó là chỉ còn khoảng 90% thôi, do nó thiếu mất một số chi tiết và có vài chi tiết khác màu. Trước tiên là cái xe của nó là xe khác mẫu này. Mẫu gốc của nó không phải xe này mà là xe khác. À, cái này trên đây nó có bị mất, bị gãy mất cái chỗ này.